sư Thọp là dạ ông bị còn xin với những điều hầu quý chánh xa suy tà hận mu ta wa da vừa là mặt đi sư Thọp với năng sư man dạ ông bị còn xin với những điều hầu là quý chánh xa suy nói dối sura me ra yam ma cha pa ma da tha na vừa mặt đi sư Thọp dạ ông bị còn xin với những điều học là quý chánh xa suy về uống rượu và các chất say. Bana thì bà ta về ra mani đi sĩ khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự sản sanh a điện na đa na Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Chara Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành Mausawada Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me rayama cha bama da thana vệ ramani sikha badang samadhiya me con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say ban nhạc sĩ ca bậc đà ni sa tu cần ca toa ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samarak thì ta bằng tử sau khi thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ra ngoài giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui a ma phan tê và chúng con xin vâng Sile na sugatin yon ti sile na phu ka sambada sile na niputin yon ti ta sumai si lang vi so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ diệt giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhớ sa thu lành thai ua ta mang ghê na quan đê hăng ba đà phẳng sung và ruột ta mang bùa thầy dầu ca li tô đổ sâu bột thông khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khá mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con của ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn thành cho được vị thoát ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô tham mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con Bồ Tát Sáp Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sáp Phật Lễ Vật Ta Sáp Phật Bồ Đà Ai Nô Pa Vệ Nà Sa Đà So Tê Pha Văn Tu Tê Bồ Tát Sáp Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sáp Phật Lễ Vật Ta Sâm Bà Tham Ma Ai Nô Pa Vệ Nà Sa Đà So Tê Pha Văn Tu Tê Bồ Tát Sáp Phật Mang Ga Lăng Ra Khăn Tu Sáp Phật Lễ Vật Ta Sâm Bà Sang Ca Ai Nô Pa Vệ Nà Sa Đà So Tê
quanh tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lời thường thường đến người. So Atalato Sukito Varunaho Bodhassa Sane Arogom Sukito Hoi Saha Sabbe Hinya Tipi Santalata Sukita Varunaha Bodhassa Sane Aroga Sukita Hoi Saha Sabbe Hinya Tipi Te Atalata Sukita Varunaha Bodhassa Sane Aroga Sukita Ho Thassa Sabbe Hị nhà tị phi, cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu đành thai. Dạng kinh chí cú sa la cầm măng cách tập băng ký đi dạng ma ma ca dê na quá cha ma na sa tí đá xê sư gà tăng gà tăng dê sa ta san nhị nô a thị dê cho sa ta a san nhị nô ca tăng buôn nhà pha lăng mây hằng sáp bê pha ghi pha hoàn tự tệ dê tăng ca tăng sư quý đi tăng định năng Bồn nhà phà lăng mà dạ dê cha ta thành cha nan thì để qua gần ta ni dê đại dâm sạp bê lô cầm hi dê sát ta chạy quan ta hà ra hệ tu ca mà muốn năng phô cha năng sạp bê là phàn tu mà mã chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cũng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng bực mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy nhũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm đạo tràng Nhật Quỳnh. Kính chào quý anh chị em đạo hữu về giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào Dictamen Việt Nam 2007, mến chào Hoa Sa La, mến chào Thích Thiên Thiện Vũ, mến chào Thi Lâm, kính chào Nắng Chiều, kính chào Kim Lê, kính chào Xích Kim, mến chào Như Quang, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Quỳnh Kính Tâm, mến chào Trang Thư, mến chào Tâm Hương, kính chào Hiểu Mộng, mến chào Kim Nhung.
Kính chào cầu nguyện cho nhân loại. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ nay con tụng kinh còn sớm được chút xíu nên chào đạo tràng cho vui. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ bây giờ thì đã đến đúng giờ rồi. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ trăng đại chúng con được học từ vựng và duyên sự cao cấp của kinh số 281. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài ạ. À. Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Chư tiên kính lễ chư tôn thêm đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 281. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Bụt thù ma hê si a ra hằng ta tha gá tô lô cô tá mô sóc ba gá rù hí chê thá cô lô cá sá sá thà chá na đầm mắc cô quý đô quần đà ma hành tầng na ra phù chá này giác cầm Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não cho chăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin lãnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bát đi bồ yết tá sát tu nô lô ca nam man tha sa vi na ca ro cô sắp bình nhu bút tham bát đi phù thi sanh nhã tu quan đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo vi yên vàng Như Lai phơi sáng vẹt màng vô minh hóa tan lầm lạc chúng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đại lễ pháp quang đáng cho tâm chúng nhân gian cúng dường sanh khô quý số thô thú gắt tát sát sao quá cô xích ca xúc ca mô quá ra thầm mắt xích khá cô niên đà vết sẵn xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà mắt hành tầng lá ra phù trên này giác rằng tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai vì con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường đã tận ác tây giới tề chề nát sức kha mê e tu quá thanh năng tác xa vi a nú pha quê nát tha hạ xa dê nát sức chật tụ cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thần quả cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 281. Quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình ha. Qua cha nú rắc kỳ manasa su sang vũ tô qua cha nú rắc kỳ manasa su sang vũ tô qua cha nú rắc kỳ manasa su sang vũ tô. Câu đầu tiên chúng ta có được ba từ ha. Qua cha nú rắc kỳ là một, manasa là hai, su sang pu to là ba ha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Qua cha nu rắc khi, qua cha nu rắc khi, chúng ta thấy ở đây có hai từ. Chữ qua cha là một, anu rắc khi là hai. Qua cha đây là một danh từ nữ tính Akaranta Ithi Linga. Akaranta Ithi Linga đây là một danh từ nữ tính, có nghĩa là lời nói.
Kaya là cái thân, Vacha là lời nói, Mano hay là Mana là ý, thân khẩu ý ha. Thì ở đây Vacha là khẩu, lời nói. Rồi Anurakhi, Anurakhi, cái đầu ngữ Anu trước cái chữ Rakhi, cái đầu ngữ Anu này có nghĩa là theo, là dọc theo, là bám theo. À, cái từ Anu là tùy theo ha. Ví dụ như Thamma nu Thamma, Thamma nu Thammacari là thực hành pháp, tùy pháp ha. Hay là tùy pháp, thì chữ Anu này có nghĩa là nó tùy theo, nó nương theo. Rồi chữ Rakhi, Rakhi do cái động từ Rakhati, động từ Rakhati có nghĩa là bảo vệ, là hộ trì. Nhưng mà ở đây tiếp vị ngữ y chỉ cho cái vấn đề sở hữu của cái động từ Rakhati. Thì ở đây Anurakhi nó là một danh tính từ, có nghĩa là có sự bảo vệ, có sự bảo vệ. Và Rakhi ở đây nó đứng trong cái dạng chủ từ số ít, Bathamang Ekavachana Vipatti. Vậy thì Vacha Anurakhi có nghĩa là người có sự bảo vệ lời nói. Vacha Anurakhi, người có sự bảo vệ lời nói. Theo rất khi do động từ rất khá tí có sự bảo vệ. Rồi sang tu, sang tu Manasa, cái từ thứ hai Manasa Manasa đây cái từ Manasa, Mana có nghĩa là tâm, Manasa là thuộc về tâm, thuộc về tâm. Rồi từ thứ ba Súc sân vũ tô, Súc sân vũ tô, sân vũ tô có nghĩa là thu thúc, mà tiếp đầu ngữ su ở phía trước, su ở phía trước có nghĩa là tốt đẹp. Vậy thì su sang vu tô là đã được thu thúc tốt đẹp, đã được thu thúc tốt đẹp. Như vậy thì câu đầu tiên Vacha Anurakhi Manasa su sang vu tô, Vacha Anurakhi Manasa su sang vu tô, người có sự gìn giữ lời nói đã được thu thúc về tâm, người có sự gìn giữ lời nói đã được thu thúc về tâm. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Kayena cha akusalam na kajira, Kayena cha akusalam na kajira, Kayena cha akusalam na kajira. Câu này hơi chắc chắc ha. Kayena
na cha a pu sa lăng na ca di ra. Câu số 2 chúng ta thấy có 5 từ. Ca di na là 1, cha là 2, a pu sa lăng là 3, na là 4, ca di ra là 5. Chữ ca di na, ca di na do cái từ ca giá, do cái từ ca giá. Và cái từ ca giá này được chia theo sử dụng cách su ích ta tỷ gia vi phát tí e ca quá trần á, cho nên ca giá biến thành ca dê ná. Ca dê ná là bằng thân, bởi thân, bằng thân hay là bởi thân. Chỉ cha, cha thì quý vị biết rồi ha, cha có nghĩa là và, rồi akusalang, kusalang, kusala là thiện, nhưng mà có chữ á ở phía trước có nghĩa là không, không thiện tức là bất thiện, tức là không thiện tức là á. Kusala ở đây được chia theo cách thứ hai, dutiya vipatti ekavacana, cho nên chữ kusala biến thành kusalang, kusalang. Akusalang là bất thiện, thiện. Na là không, na là không. Và cái từ ca di ra, ca di ra do động từ ca rô tí. Động từ ca rô tí ở đây có nghĩa là, chỉ ca di ra có nghĩa là làm, nên làm, nên làm. Nhưng mà có chữ na ở trước có nghĩa là không nên làm. Cái gì ra là nên làm. Rồi, như vậy câu số 2 cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Cái gì na cha akusalang na cái gì ra? Cái gì na cha akusalang na cái gì ra? Và không nên làm điều bất thiện bằng thân, và không nên làm điều bất thiện bởi thân. Bây giờ đến câu số 3. Câu số 3. Ê tê ta dô cầm mát bát thế quý sô thá dê. Ê tê ta dô cầm mát bát thế quý sô thá dê. Ê tê ta dô cầm mát bát thế quý sô thá dê. Câu số 3 chúng ta có 4 từ. Ê tê là 1, ta vô là 2, căm mắt bát thê là 3, quý sô thá dê là 4. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ ê tê do cái từ ê tá. Ê tá là một đại từ nam tính. Nhưng mà cái từ ê tá này được chia theo đối cách số nhiều. Đối cách số nhiều. Đức tỷ gia vị phát tí bảo hữu quá trần á, cho nên chỉ ê tá biến thành ê tê. Ê tê là cái này, nhiều cái này, là những cái này. Ê tê là những cái này, nhiều cái này. Nhưng mà nhiều, những là cái gì? Đó là chữ tá vô. Ta vô do cái từ tí, đây là một cái từ ám chỉ về số. Tí nó thuộc về nam tính, ý là ta phun linh ga ha. Nhưng mà tí ở đây cũng được chia theo đối cách số nhiều,
tức là đô tỳ gia hồi phát tí và hú quá trần á trên lên tí biến thành ta vô, ta vô, ta vô có nghĩa là ba. Ba đây không phải là cha mà ba là một hai ba ha. Ba ở đây là một hai ba. Vậy thì ba cái này ete ta vô tức là ba cái này ha. Ba cái này rồi sao cái gì cầm mắt bát thề, cầm mắt bát thề do cái từ cầm má và cái từ bát tha. Cầm má nó là một danh từ trung tính, akalantanapum sakalinga. Cầm má có nghĩa là việc làm, là hành động, là nghiệp. Việc làm, hành động, nghiệp gọi là cầm má. Rồi chữ bát thề do cái từ bát tha. Bát tha là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Và cái chữ bát tha này nó được chia theo đối cách số nhiều. Đu tỷ giá huy phá tí và hú quá trần á, cho nên bát tha biến thành bát thề. Bát thề có nghĩa là con đường, phương pháp, đường lối, là phương pháp, là đường lối, là cách thức. Chữ bát thề. Vậy thì cam mắt bát thề ở đây có nghĩa là lối tạo nghiệp, lối tạo nghiệp, cái đường lối hành động, cái cách thức việc làm. Cầm ma bạc thề. Sa tổ chắc nhiều quá. Rồi cái chữ cuối cùng quý sô tha dê. Quý sô tha dê, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này chỉ nhấn mạnh cho sô tha dê, nhấn mạnh cho chữ căn ngữ suốt. Vậy thì căn ngữ suốt này có nghĩa là làm cho trong sạch, làm thanh tịnh, làm cho sạch sẽ. Căn ngữ suốt. Vậy thì ở đây quy sô tha dê nên làm trong sạch. Quy sô tha dê, động từ này có nghĩa là làm cho trong sạch. Vì sô thay nhê quý là cái từ nhân mạnh, sô thay nhê căn ngữ suốt ha, làm cho thanh tịnh, làm cho trong sạch nha. Sa thu chích nhiều quà. Ê tê ta vô cầm mắt bát thề quý sô thay nhê. Ê tê ta vô cầm mắt bát thề quý sô thay nhê. Ý nghĩa của câu số 3 này nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này. Nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này. Ba đường lối có nghĩa đường lối về thân, đường lối về khẩu, mà đường lối về ý. Tức là nói lên ba nghiệp thân, khẩu, ý. Câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này. Rồi. Và câu kết là như thế nào? Câu thứ tư Arathaye Makkhamisipawe Ditang. Arathaye Makkhamisipawe Ditang. Arathaye Makkhamisipawe Ditang. Câu số 4 chúng ta có hai từ ha. Arathaye là một, rồi Makkhamisipawe Ditang.
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Arathaye, Arathaye, tiếp đầu ngữ A phía trước, có nghĩa là đến tại, đến tại. Rồi ra tha về, do căn ngữ rắp, có nghĩa là đạt được hay là thành đạt. Thì ở đây nó là một động từ số ít, ra tha về, có nghĩa là nên chứng đạt, nên thành đạt. Ra tha về, nên thành đạt, nên chứng đạt. Căn ngữ rắp, căn ngữ rắp thì có chữ D thêm chữ H nữa, chứ không phải là chữ rắp. Chữ rắp này là có chữ R A D H, đó là căn ngữ của nó. Chữ đạt được, chữ đạt đạt có chữ T C. Như Quang ơi, ở sau thành đạt thì được, mà ở trước chỉ đạt được, thì chỉ đạt này là đo đạt rồi, chứ không phải là đạt. Chỉ thành đạt, chứng đạt, tức là đạt được cũng là chữ T luôn ha. Rồi, còn cái từ thứ hai, Magamisip bao quề đi tầng, Magamisip bao quề đi tầng. Đây là một nhóm từ. Bây giờ chúng ta chia sẻ ra để tìm từng từ cho nó dính chụp nhau. Nhiều khi chúng ta nhìn vô đó thấy mờ mắt luôn ha. Mắt gami xếp bao quề đi tầng. Đây do cái từ mắt gân ha. Mắt gân nè, rồi cộng với ý xí nè ha, rồi cộng với bao quề đi tầng, tức là ở đây nó do ba từ mất gần cộng với ý xí cộng với bao quề đi tầng. Mất gần do cái từ mất gá, mất gá là một danh từ nam tính, á corin tắc phung linh gá. Mất gá ở đây được chia theo đối các số ít, đu tì gia quỳ khoa tí e cao quá trình á. Cho nên mất gá biến thành mất gần. Mất gần là con đường, chữ mất gần là con đường. Nhưng mà chữ mất gần khi đi chung với ý xếp bao quề đi tầng, tức là trong cái vấn đề văn phạm lô bô và sanh thí, xóa và ráp chữ, thì chúng ta thấy mất gần nó biến mất đi cái nút rồi, biến mất đi cái dấu chấm mà chúng ta đọc là mất ga mi xếp, chứ không còn đọc là mất gân. Khi nào chữ mất gân nó đứng rời ra thì chúng ta mới đọc là mất gân, m có dấu chấm ha. Nhưng mà ở đây nó không còn dấu chấm nữa, bởi vì nó dính liền với ý xếp bao quề đi tầng ha. Rồi mất gần là con đường, rồi chữ ý xếp bao quê địa tầng, chữ ý xí, chữ ý xí nó là một danh từ nam tính, ý cơ rành ta phung linh nha. Ý xí có nghĩa là vị ẩn sĩ hay là ám chỉ về Đức Phật, ám chỉ về Đức Phật. Chữ ý xí mà khi đi chung với bao quê đi tầng thì chúng ta thấy phải thêm một chữ B nữa, thêm một chữ B nữa. Vậy thì bao quê đi tầng do cái động từ bao quê đề tí, bao quê đề tí là tuyên thuyết hay là làm cho biết rõ, chỉ ra một cái đường lối. Bởi vì bao quê đi tầng do cái từ bao quê đi ta, bao quê đi ta là một quá khứ phân từ, đã được tuyên thuyết, đã được giảng dạy,
Nhưng mà bao quê thì ta ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tí e các quê đã. Cho nên bao quê thì ta biến thành bao quê đi tăng y si bao quê đi tăng y xếp bao quê đi tăng, có nghĩa là đã được tuyên thuyết bởi bậc ẩn sĩ, đã được tuyên thuyết bởi bậc ẩn sĩ. Quý vị thấy về Bali nó cũng có nhiều cái rắc rối. Như vậy thì Makgamisip Pawe đi tầng Ngài Sa Thu Thị Như Hoàng. Như vậy thì câu số 4 này ha. Câu số 4 này và thay về Makgamisip Pawe đi tầng và thay về Makgamisip Pawe đi tầng nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc ẩn sĩ. Nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc ẩn sĩ. Câu số 4 ha. Như vậy là chúng ta cũng đã mò mẫm tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Và bây giờ thì có được một cái ý nghĩa tương đối. Câu Phật ngôn 281: người có sự gìn giữ lời nói đã được thu thúc về tâm và không nên làm điều bất thiện bằng thân, nên làm trong sạch ba cái đường lối tạo nghiệp này, nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc ẩn sĩ. Chúng tôi lại câu Phật ngôn 281: người có sự gìn giữ lời nói đã được thu hút về tâm và không nên làm điều bất thiện bằng thân, nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp này, nên thành đạt đạo lộ đã được tuyên thuyết bởi các bậc ẩn sĩ. Rồi, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lầu, thân quan hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng kỳ. Giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lầu, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng kỳ. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã phổ thơ ngũ ngôn năm chữ như thế này: lời nói được thần trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hay giữ ba nghiệp tịnh chứng đạo thánh nhân dạy. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh chứng đạo thánh nhân dạy. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Rồi, trong tự vận này quý vị thấy có chỗ nào thấy có khuyết điểm, có chỗ nào rắc rối, chúng ta cùng ôn lại. Alo, như vậy là được thông qua ha, trong cái sự đồng thuận của quý vị. Bây giờ chúng ta đi vào bài học. Trước tiên là tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Câu đầu tiên, câu đầu tiên: Wa cha nu rắc khi manasa su tăng vũ tô, Wa cha nu rắc khi manasa su tăng vũ tô, Wa cha nu rắc
Khi Manasa tu thân vô tô, đây là một thể thơ mà quý vị biết có bao nhiêu từ. Alo, thể thơ này là một cái thể thơ mà chúng ta thấy thay vì ngũ ngày Hòa Thượng Minh Châu là ngũ ngôn, ngày Hòa Thượng Giới Đức là lục bát, còn đây là cái thể thơ 12 từ dữ à. Trong 12 từ này thì có tất cả bao nhiêu trường âm? Bao nhiêu trường âm? Quý vị làm toán cộng ha. Có bao nhiêu trường âm trong 12 từ này? Sít Kim, Sít Nhật Quỳnh đó, 7 trường âm. 7 trường âm đó chính là chữ qua, chữ cha, chữ rắc, chữ khi, chữ sa, chữ sân và chữ tô. Đó là 7 trường âm. Bởi vì 7 cái từ này chúng ta phải đọc kéo dài. Mà đọc kéo dài người ta gọi là trường âm. Còn như vậy thì trường âm chúng ta đã tìm ra rồi, thì bao nhiêu đoạn âm? Còn lại bao nhiêu đoạn âm? Tân cộng tân trừ dễ quá ha. Đoạn âm là chúng ta thấy này, chữ nú là 1 ha, chữ má là 2 ha, chữ ná là 3 ha, chữ xú là 4 và chữ vú là 5. Đó, chúng ta phân biệt trường âm và đoạn âm trên cái câu sung. Một câu có 12 âm từ. Trong 12 âm từ này thì có 7 trường âm và 5 đoạn âm. Vậy thì trong 7 trường âm này chúng ta phân loại đã gọi là trường âm thì được rồi. Còn rắc rối, còn nói trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cái đó là cái rắc rối đó. Mà cái rắc rối để làm gì? Chúng ta khi gặp cái rắc rối này, chúng ta có sự ghi nhớ, để rồi chúng ta biết nó là trường âm thông thường. Trường âm thông thường trong câu số 1 này, quý vị thấy có bao nhiêu? Bao nhiêu trường âm thông thường? Alo, Sít Kim, Sít Nhật Quỳnh, Sít Kim Nhung nó có 5 trường âm thông thường. 5 trường âm thông thường đó chính là chữ qua, chữ cha, chữ khi, chữ sa và chữ tô. 5 trường âm thông thường. Quý vị tha, 5 trường âm thông thường tức là chữ qua, chữ cha, chữ khi, chữ sa và chữ tô. Bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung nói rằng có 1 trường âm nhấn, thêm Sĩ Xu Khá nữa. Mới tới cũng nhào vô tham gia chiến đấu ha. Sĩ Xu Khá cũng nói có 1 trường âm nhấn. Và trường âm nhấn đó chính là chữ rắc. Tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì cái nguyên âm đi trước hai phụ âm kép. Chữ A nên đi trước hai chữ K và chữ KH, gọi là hai phụ âm ghép, cho nên gọi chữ rắc là một trường âm nhấn. Rồi sa thu, sa thu, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sĩ Nhật Quỳnh nó có 1, Sĩ Kim Nhung nó 1, Sĩ Su Ca cũng nói 1, Sĩ Kim cũng nói 1 luôn. Đó chính là chữ sân. Đọc theo dòng nguyên âm tức là nguyên âm đoạn âm A, I, U nó đứng trước với M có dấu chấm, thì chúng ta gọi là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Chữ này đọc là sân ha. Chữ sân. Mà nếu chữ Ý đọc là in, chữ U đọc là ung. Chỉ có 3 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là như vậy. Rồi, sa thu, sa thu. Câu số 1 để ôn lại. Thấy Sĩ Kim Nhung tham gia như vậy, bây giờ tổng kết lại câu số 1, xin mời Sĩ Kim Nhung phân tích lại câu này.
Ai xà thu xà thu. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức. Và con kính chào chị Nhật Huỳnh, chị Nước Ta cùng các anh chị em khác trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích lại câu số 1 ạ. Con xin đọc ạ. Wa cha nu rak khi manasa su sang buto. Wa cha nu rak khi manasa su sang buto. Thì trong đó có wa là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ná là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xăng là trường âm giọng nguyên âm, vú là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Như vậy thì có 12 âm, trường âm thông thường có 5, đó là wa, cha, khi, sa, tô. Trường âm nhấn có 1, đó là rắc. Trường âm giọng nguyên âm đó là xăng có 1. Và đoạn âm thì có 5, đó là nú, ná, xú, vú. Dạ, có 5, tổng cộng 12 âm. Dạ, con đã hoàn tất câu 1. Dạ, con xin sư con xuống mic ạ. Alo, chị Kim Nhung phân tích mà thấy chị Hình Dung ha, chị Kim ha, chị Tầm Men, chị Chú Kha tặng quà ha. Như vậy là tuyệt vời quá rồi, đâu có chỗ nào sai. Mình tặng ba cành hoa là an toàn trên xa lộ rồi. Xa thủ chị Kim Nhung. Huynh Chân Tâm, khi nghe sĩ Kim Nhung coi như phân tích vậy, có chỗ nào coi như rắc rối, có chỗ nào không hiểu? Alo, Huỳnh Chân Tâm. Rồi bây giờ xin mời Huỳnh Chân Tâm ha. Huỳnh Chân Tâm quan nghĩ, cứ đưa tay lên đi, rồi theo sự hiểu biết của Huỳnh Chân Tâm phân tích lại câu này, có chỗ nào thấy không ổn thì chúng ta học và hỏi. Mời bàn tay của Huỳnh Chánh Tông. Quý vị thông cảm, chúng ta nương nhau mà sống, người đi trước kẻ đi sau. Thì bây giờ chúng ta chậm lại chút cũng không sao, miễn sao mà khi chúng ta gặp trở ngại có người nhắc nhở, đó là điều mà chúng ta thành công. Còn mà thấy cái mặt dễ ghét, không có chào đón, không có nâng đỡ, không có khích lệ, không có sách tấn, thôi như vậy là không chơi nữa ha. Bây giờ chúng ta phải nương nhau. Rồi Huỳnh Chánh Tâm ơi, có chỗ nào thắc mắc? Thôi bây giờ mời xích ra. Định mời xích duyên mà xích duyên bỏ chạy mất tiêu rồi, vậy là vô duyên ha. Mời xích Tâm Phương. Xích Tâm Phương ơi, phân tích câu số 1 để coi sĩ Tâm Phương phân tích có giống như sĩ Kim Nhung không? Alo, rồi, thấy bàn tay đẹp rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá, con kính đến lễ Thầy. Dạ, con bây giờ con xin phân tích cái câu số 1. Qua cha Durakhi Manasa Susam Vutto. Dạ, chữ... chữ qua là trường âm thông thường, chữ cha là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ rắc là trường âm nhấn, chữ khí là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ su là đoạn âm, chữ xăng là trường âm đặc theo giọng nguyên âm, chữ vu là chữ đoạn âm, chữ tô là trường âm đọc theo giọng thông thường. Dạ con phân tích như vậy đó, không biết có đúng không? Dạ alo. Ủa sao con thấy không nghe? Dạ con xin xuống mic, con kính dân biết lại cho sư ạ.
sách duyên mà tặng hai cành hoa là có vấn đề. Rồi, mời sách duyên, tại sao mà kẹo quá vậy ha? Chạy ra ngoài đi hái hoa, đi mua hoa mà mua có hai cành là có vấn đề rồi. Mời sách duyên, tại sao khi dễ sách tâm phương như vậy ha? Rồi, mời sách duyên có ý kiến về hai cành hoa của mình. Ai cũng tặng ba cành, nhiều cành này, nhưng mà sách duyên kẹo quá, cho biết lý do tại sao hôm nay làm ăn thất bại, mua được cái hai cành hoa hay sao? Rồi, mời sĩ Duyên. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con không có dám sửa, tại vì con cũng mới học đây thôi. Nhưng mà con không biết con nghe có rõ hay không. Nhưng mà cái chữ khi á, cổ phát âm thành chữ khí, thứ nhất. Thứ hai nữa là chữ tô là trường âm thông thường, chứ đâu phải là trường âm đọc theo giọng âm đâu sư. Chỉ trong câu này chỉ có chữ sang là chữ S-A-M dấu nặng á, xú sang quýt tô là mới là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con sẵn con xin phân tích. Câu số 1. Wa cha nu rak ki ma na sa su sang wut to là câu số 1 của ông sư. Chữ wa là trường âm thông thường, chữ cha là trường âm thông thường, chữ nu là đoạn âm, chữ rak là trường âm nhấn, chữ khi là trường âm thông thường, chữ má là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vút là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường. À, dạ, theo con là vậy. Còn dạ, hồi nãy con nghe cô nói là chữ đó, còn chữ cô Lạc Lê nói chữ T-A-T-T, trong này con đâu có thấy chữ nào là T-A-T-T đâu sư. Con không biết, con chỉ nghe vậy thôi nha nha cô. Con nghe sao con nói giống vậy, chứ còn tặng hoa thì con lúc nào đọc đúng đọc sai gì con cũng cổ võ tinh thần, con tặng nhiều hoa lắm. Dạ, mô Phật. Dạ, con có sai xin sư sửa, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Cảm ơn cô, cô. Dạ, cảm ơn cô quên tên. Dạ, cô Tiểu Duyên ạ. À, dạ, không phải là vì nếu mà nói về chữ khí thì có thể là nghe cái giọng nó khác, nhưng mà cái chữ vút tô á là mình đọc là trường âm thông thường chứ không phải là trường âm nhấn. Dạ, con xin nói chừng đó thôi. Dạ, con chính xác là con đọc là trường âm thông thường. Dạ, con xin hết ạ. Alo, Huỳnh Chánh Tâm sao đưa tay lên rồi cái rớt mạng mất tiêu hả? À, Huỳnh Chánh Tâm nghe rõ không? À, sao đưa tay lên cầm micro rồi sao lại rớt mạng? Rồi, bây giờ trường hợp của Sích Tâm Phương và Sích Duyên. Sích Tâm Phương, cái câu đầu tiên này có hai từ, chữ khi và chữ số. Chữ khi và chữ xú, thì chữ khi đọc là khí, chữ xú đọc là xu. Đó là cái vấn đề mà khi cái giọng đọc của chúng ta. Nhưng mà phân tích thì là đúng, nhưng mà đọc thì là sai. Sĩ Tâm Phương chú ý nha, rắc khi chứ không phải là rắc khí, xu xăng chứ không phải là xu xăng ha. Nhưng mà khi phân tích thì đúng. Còn Sĩ Duyên, chữ vú tô, chữ vú tô chứ không phải là vút. Nếu mà đọc vút thì nó phải hai chữ t, chữ vú tô, xu sang vút
tô ha, chứ không phải là đọc thử tiếng Việt là coi như bỏ, không không xài tiếng Việt trong này nha, mà đọc thử tiếng Bali su sang vu tô. Rồi như vậy thì Huynh Chánh Tâm còn nghe rõ không? À, bây giờ mời Huynh Chánh Tâm, bây giờ coi như trong cái câu này có chỗ nào cảm thấy rằng không ổn, rồi mời bàn tay của Huynh Chánh Tâm. À, để Huynh tiếp thu được những cái gì thì cứ nói thẳng đi. À, cái câu số 1 theo sự phân tích chung của đạo tràng, rồi mời Huynh ha. Alo, cái đường truyền của Huynh Chánh Tâm không được ổn rồi, té lên rớt xuống. Như vậy là coi như Huynh Chánh Tâm còn nghe rõ không? À, sao cầm micro được rồi mà không nghe giọng nói rồi lại rớt mạng luôn. Alo Huynh Chánh Tâm, rồi bây giờ có thể cầm micro được hay không? Bé ơi, sao kỳ vậy nè ha. Bây giờ Huynh Chánh Tâm, bây giờ thử âm thanh đi. Xin mời. Không biết cầm mic ha. Wow. Bây giờ sử dụng laptop hay là iPad hay là điện thoại? Alo, đang sử dụng cái gì vậy? iPad. Vị nào rành xin hướng dẫn dùng. Chắc là chị Kim rành về cái ba cái vụ nè. Rồi mời chị Kim coi như lên hướng dẫn dùng cho Huynh Chánh Tâm. Chứ cái chát lên chẹt đất ơi, sao kỳ vậy nè, đâu được, mình phải hướng dẫn người ta chứ. Con xin kính chào sư và con kính xin chào đạo tràng, và con rất là cảm ơn chị Đức, cảm ơn sự tri ân của sư rất là từ bi, kiên nhẫn, và đạo tràng cũng là rất là quan hỷ nhẫn nại với con. Con rất là quan hỷ. Bởi vì ok, để con xin đọc một ít có gì sư hay là đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ. Vacha nugaki manasa sutang vuto. Vacha nugaki manasa sutang vuto. Thì con có thể biết một ít xíu là vá là trường âm, chá là trường âm, nút là đoạn âm, gác là cái gì con quên nãy con quên này, còn khí là trường âm, ma là đoạn âm, ná là đoạn âm, xá là trường âm, xú sằng là cái đó con cũng hơi thắc mắc là trường âm đọc theo nguyên âm hay là sao, cái đó con cũng còn hơi thắc mắc. Còn vú tô là trường âm. Dạ, con xin xuống mic mà xin cảm ơn. Xin sư hướng dẫn chỉ là cho con. Dạ. Xà tu Huynh Chánh Tâm, như vậy là một sự tiến bộ.
Nghĩa là nhìn vô biết đây là đọc giọng dài, cái kia là giọng ngắn. Trường âm là đọc giọng dài, đoạn âm là đọc giọng ngắn. Như vậy thì trong cái giọng đọc của Huỳnh Chánh Tâm cũng có một sự nhận định. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Nhưng mà tại sao trường âm là trường âm được rồi, còn rắc rối làm cái gì? Trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có cái room này thôi. Còn mấy cái room khác thì coi như trường đoán, trường đoán, thì chúng ta cũng đọc cũng nghe rất là hay. Nhưng mà tại sao vô đây lại rắc rối? Quý vị thông cảm, khi mà chúng ta có một ấn tượng, khi mà chúng ta đọc được một văn bản Pali mà biết đây là trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì chính cái điều đó cho chúng ta một cái cảm giác, tức có một ấn tượng, có một cái sự ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Có một chút gì để nhớ, để thương. Khi đến cái room này, chữ qua, chữ cha, chữ khi, chữ sa, chữ tô, đó là những trường âm thông thường. Huỳnh Chính Tâm chú ý ha. Chữ qua, chữ cha, chữ khi, chữ sa, chữ tô, đó là những trường âm thông thường. Còn chữ rắc, hai phụ âm ghép đi liền với nhau trước, nó là một cái nguyên âm á. Thì khi một nguyên âm đi trước hai phụ âm thì nó là một trường âm nhấn. Chữ rắc là trường âm nhấn. Rồi thêm một cái nữa, chữ sân. Chữ sân chữ M có dấu chấm ở phía sau một cái nguyên âm đoạn âm, tức là chữ A, chữ Y, chữ U, thì ở đây nó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Huỳnh Chánh Tâm chỉ cần lên phân tích chữ qua trường âm thông thường, chữ cha trường âm thông thường, chữ nú đoạn âm, chữ rắc là trường âm nhấn, chữ khi là trường âm thông thường, chữ má, chữ ná là hai đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ xú là đoạn âm, chữ sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vú là đoạn âm, và chữ tô là trường âm thông thường. Như vậy là chúng ta kết thúc ha. Mới mà đọc như vậy là quá tốt rồi, đúng rồi. Sĩ Quan Tông Phương đọc còn bị bắt nữa ha. Sĩ Tông Phương là lâu lắm rồi đó. Nghĩa là từ khi mà đi gia đình Phật tử Sariputta ở tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng là cứ nghe cái dòng kệ của Sĩ Tâm Phương không à, chứ đâu có bao giờ nghe cái dòng đọc kinh Pali đâu. Cho nên đọc có bị bóp khoái kệ khoái ca. Cho nên cái dòng kệ làm cho cái dòng kinh của chúng ta hơi trở ngại. Rồi sa thú Huynh Chánh Tâm như vậy là có một cái sự ghi nhớ, có một cái sự tiến bộ, và chúng tôi rất là hoan hỷ ha. Rồi câu số 1 chúng ta thông qua ha. Bây giờ qua câu số 2. Ca ye na cha ku sa lăng na ca di ra, ca ye na cha ku sa lăng na ca di ra, ca ye na cha ku sa lăng na ca di ra. Câu này dễ nhưng mà đọc quá thì hơi khó. Câu này xin mời Sĩ Hạnh Dung Quang Hỷ phân tích. Alo, Sĩ Hạnh Dung có chút máy ha. Rồi, xà tu.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe tiếng con không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin phân tích lại ạ. Tại hồi nãy nó tự nhiên nó rớt mít. Ka ye na cha akusa lang nakajira. Dạ, ka là trường âm thông thường, ye là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chá là đoạn âm, á cú là đoạn âm, xá là đoạn âm, và lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm, khá là đoạn âm, dí là đoạn âm, và ra là được trường âm thông thường. Và trong câu này chỉ có hai trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường là ca, dê, ra, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là lăng, còn lại là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ không biết có, nếu có sai xin sửa giùm con ạ. Dạ con xin phép xuống mất. Sa thú Sích Hạnh Dung, Sích Sô Khá này, cô Tu Nữ Tự Duyên này, Sích Kim Nhung này, Sích Kim này, Sích Tầm An cũng tặng hoa nhiều quá. Bây giờ mời Sích Tầm An ha. Tặng hoa mà tặng cũng chậm thua người ta nữa, ai họ cũng tặng trước hết rồi. Hai ba cái bông hoa nhỏ xíu đem tặng. Rồi bây giờ phân tích lại câu này ha. Xin mời Sích Tầm An. Alo, dạ, xin cho con biết tín hiệu. Dạ, thưa sư, câu số 2 của câu kinh Pháp Cú số 281. Kha ye na cha akusa lang na kari ra. Thì cái chữ ca đó là trường âm thông thường. Chữ dê là trường âm thông thường. Chữ ná là đoạn âm. Chữ chá là đoạn âm. Chữ á là đoạn âm, chữ cú là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ná là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm, chữ dí là đoạn âm, chữ ra là trường âm thông thường. Như vậy thì cái câu này sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 âm. Trong đó có 7 đoạn âm và 5 trường âm. Và trong 5 trường âm đó sẽ có 4 trường âm thông thường và 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin hết. Alo, Sĩ Kim Nhung là không đồng ý rồi đó, thấy không? Bây giờ lý do tại sao Sích Kim Nhung không đồng ý, xin mời Huynh Chánh Tâm phân tích lại câu số 2 ha. Câu số 2 này tương đối dễ về vấn đề phân tích. Rồi mời Huynh Chánh Tâm câu số 2. Cà dề ná chả khu tật lăng ná cá dị ra. Mời Huynh Chánh Tâm. Alo, Huynh Chánh Tâm đâu rồi? Đúng rồi, 8 đoạn âm. Xin mời Huynh Chánh Tâm ha. Alo, khổ đế, té nữa rồi. Huynh Chánh Tâm nhiều quá đếm không sẽ. Thôi bây giờ mời Sĩ Kim Nhung. Sĩ Kim Nhung tặng có hai cành hoa có vấn đề. Sĩ Tầm An hãy chú ý ha. Rồi Sĩ Kim Nhung sẽ bổ sung nè. Dạ, con không biết con nghe có đúng hay không, thành ra con xin nói theo cái nghe của con là con thấy cái cách đọc cái đoạn âm á, thì cái phần cuối á, ná cá dí ra thì đọc ná cá dí ra, thì con thấy cái đó đọc
Rồi đáng lẽ mình phải đọc Nakajira thì cái bạn đó đọc rời một chút xíu. Với lại cái chữ đoạn âm thì nó có 8 nhưng bạn nó nói có 7 thì con thấy hai cái chỗ đó nó không giống với của con, thành ra là con có ý kiến ạ. Dạ con xin sư góp ý ạ, con xin xuống mic ạ. Sàn thú, quý vị có một cái sự theo dõi để bổ sung cho nhau. Đó là một điều rất là như Thích Xu Khá nói là chính xác. Thì khi mà chúng ta học và hỏi và cái gì á, chúng ta thấy sai, ở đây không có thiên vị nha, không có thiên vị, không có, có nói rằng ô phê ta rồi cái gì cũng đúng hay không được. Bởi vì học thì phải, chúng ta phải chấp nhận sự thật, sai thì sửa, chứ đừng có cứ nghĩ là đọc sai rồi cái túi vô rum lâu rồi mà có như cứ kiếm chuyện hoài. Không phải là kiếm chuyện, tại vì mình dễ vui, mình quên mình, cho nên người ta nhắc thì mình vẫn quan nghĩ nhé. Rồi bây giờ câu số 1, câu số 2 chúng ta thông qua đi, để rồi còn hai câu nữa. Trước khi thông qua, bây giờ hai câu này chúng ta phải đọc sao cho nó liền lạc với nhau ha, chứ đừng có đọc từng câu một. Qua cha nú rắc kỳ ma na sa su tăng vu tô ca dê nát cha ác vu tật lăng nát ca dì ra. Qua cha nú rắc kỳ ma na sa su tăng vu tô ca dê nát cha ác vu tật lăng nát ca dì ra. Qua cha nú rắc kỳ ma na sa su tăng vu tô ca dê nát cha ác vu tật lăng nát ca dì ra. Rồi như vậy trong hai câu quý vị hãy dừng lại nơi chữ ra, bởi vì nó là một trường âm thông thường ở cuối câu số 2. Nhưng mà thật sự câu số 2 đó nó dễ, nhưng mà thật sự cái giọng đọc khó chứ không phải là dễ ha. Cái gì Huynh Chánh Tâm đang cầm mic, đang cầm mic, quý vị có thấy Huynh Chánh Tâm đưa tay đâu mà đang quý vị thấy sao mà cái chiếc kim này hay nói chuyện ngồi quyện không hả? Quý vị còn nghe không? Alo, 1, 2, 3, không thấy. Rồi, người ta còn nghe rõ. Chiếc kim này thiệt, thấy tên đặt tên kim, cái kia chết chót người này người kia không hả? Khổ thiệt. Rồi bây giờ qua câu số 3 nha. Chúng ta hơi mất thời gian rồi nha. Câu số 3. Ê tê ta vô cầm ma ba thề quý sô tha dê. Ê tê ta vô cầm ma ba thề quý sô tha dê. Ê tê ta vô cầm ma ba thề quý sô tha dê. Câu số 3 xin mời Huynh Minh Tâm. Trời đất ơi, ngồi im ru ta ơi. Huynh Minh Tâm đâu rồi? Nãy vô ngồi im ru à? Xin mời Huynh Minh Tâm câu số 3. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Trước hết con kính định lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức. Dạ kính chào quý Phật tử, dạ con xin phép phân tích trường âm và đoạn âm của đoạn số 3. Dạ cảm ơn cô Như Quang bói bài. Hoàng hồ cái gì vậy? Không biết có dính corona không này nữa. Ê tê tá vô cầm bá má bá thề quý sô thá dê. Dạ ê T là hai trường âm thông thường, tá âm, vô là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm,
D là trường âm thông thường. Để coi cô Kim nói gì. Miệng mắm muối chớ nói lời xui xẻo. Dạ, trong này có chữ E, T, Vô, Thê, Sô, Dê. Còn nhiều vậy. E là một, E, T, Vô, Thê, Sô, Dê là sáu trường âm thông thường. Một trường âm nhấn là chữ Căm. Còn lại là chữ Tá, Má, Bá, Quý, Thá là năm đoạn âm. Và trong này không có trường âm đọc hay giọng nguyên âm. Dạ là con đã phân tích xong và con xin phép được leo xuống. Alo, Quân Minh Tâm à, lâu ngày vẫn còn nhớ à. Nhưng mà cái khi cầm micro mà ho ho kiểu nó thấy dễ bị mất dịch lắm bạn nha. Hù đạo tràng ha, có chừng bị lây nhiễm nha. Rồi còn nghe có giọng nói một bên nữa, ai muốn kho kho kìa, ngồi sát một bên. Nghe gà gáy là coi như là muốn bắt làm thịt liền à. À, nhưng mà Sikh Meta có ý kiến kìa. Ai cũng tặng có nhiều, ba cành hoa, nhiều cành hoa, nhưng mà Sikh Meta có ý kiến. Rồi, xin mời Sikh Meta. Alo, Sikh Meta, tại sao? Ủa, tặng có hai cành hoa là có lý do. Như tại sao mà coi như là nó không có lý do hả? Quý vị thấy ai cũng tặng ba cành hoa trở lên, còn Sikh Meta có hai cành hoa. À đúng rồi, Huynh Minh Tâm đến là đạo tràng chúng ta sôi động ha. À, tặng lại ha. À, như vậy là nghe Huynh Minh Tâm vô mà ho, như vậy là Sikh Meta sợ rồi. À, cứ nghĩ là Huynh Minh Tâm bị mất dịch ở Việt Nam về làm gì rồi mang cái dịch bên kia để làm người ta sợ ha. Rồi, sa thủ Huynh Minh Tâm. Tức là Sikh Meta tặng qua lại, tức là chứng tỏ Huynh Minh Tâm đúng. Nhưng mà khoan đã, kiếm thêm người nữa chứ. Câu số 3 này là cái câu cũng khó, đâu phải dễ. Alo, Sisu Khá ơi, là Sikh Túc Khá. Câu số 3 phân tích làm sao mà cho giống như Huynh Minh Tâm, nhưng mà đừng ho nghe. Lên phân tích thôi chứ đừng có ho nghe. Rồi, Sisu Khá. Mình đây nó mất tiêu rồi. Alo, alo, rồi, xin mời phân tích câu số 3, Sisuka ơi. Kính chư ân sư, dạ con xin phân tích đoạn số 3 của câu kinh Pháp Cú số 281. Dạ nhỏ ạ, dạ nghe lớn chưa ạ? Alo alo, dạ con xin phân tích ạ. Ê tê tác dô cầm má bá thê vui sô thá dê. Ê tê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, cầm là trường âm nhấn, má bá là đoạn âm, thê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm và dê là trường âm thông thường. Dạ, câu này có hai loại trường âm. Trường âm thông thường có E, T, Dô, Thê, Dê, Sô. Và có một trường âm nhấn là có chữ Căm. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính thỉnh sư lên mic ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Sàng thủ xin Xuất khá cũng như huynh Minh Tâm phân tích rất là chuẩn. Huynh Danh Tâm có nắm rõ được chưa ha? Huynh Danh Tâm có gì thắc mắc câu số 3 không? Không riêng gì huynh Danh Tâm mà huynh Thiên Vũ cũng vậy nha. Nên theo dõi, có chỗ nào thắc mắc thì quý vị cứ đưa tay, nhất là huynh Thiện Vũ nè, rồi huynh Chánh Tâm ha. Rồi xà tu như vậy chúng ta thông qua câu số 3. Ê tê tê vô cầm mắt bát thề quý sô thay về, và câu cuối cùng là câu chấm dứt. Câu cuối cùng ra thay về mắt gam mi xếp bao quề đi tầng. Và tha về mắt gam mi xếp bao quề đi tầng. Và tha về mắt gam mi xếp bao quề đi tầng. Câu cuối là câu chấm dứt. Xin mời câu cuối này chị Kim phân tích làm sao đây. Alo. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hồi nãy con nói có two users talking đó, là con thấy hẹn nó hiện trong cái hẹn. Nó hiện trong cái máy của con là có sư Chánh Tâm, cái logo của sư Chánh Tâm với một logo của sư đang nói, con nói với sư đó. Thành ra lúc mà con nói gì đó thì thành ra con vô không được. Con thêm một cái nữa là ba cái không vô, thành ra con vô không được. Rồi sao hồi có cái logo của cái ông mà chánh tâm đó thì nó bị rớt ra thì con mới vô được. Thì con nói cho sư biết để sư cho chè sư lấy nó ra đó, sư lấy cái đó ra thì con mới vô được. Không biết tại cái máy con thì nó làm giống vậy, con không vô được. Bây giờ con vô được rồi đó. Nó thành ra bây giờ chỉ có một mình con thôi. Con đâu có phá đâu sư, con nói thiệt á. Thành ra lúc mà nãy đó thì không có vô được. Hồi lục xong hồi thì con mới vô được. Thì lúc con thấy vô được là chỉ có mình con thôi. Dạ thôi con xin hiếu quý đăng rồi. Hiếu quý đăng. Không dám đâu. Đừng chiền con là tốt lắm. Cái nó để vô rõ ràng. Nó đề là two user talking, không có nói sai đâu sư. Thôi bây giờ con phân tích câu cúng cùi này đi, cho rồi đi. Chèn đét ơi, lâu quá. Ủa, câu này tao để con đọc coi. Ara tha về makamitsip pawe đi tăng. Ara tha về makamitsip pawe đi tăng. Ara là hai trường âm thông thường, tha là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhắn, gá mí là hai đoạn âm, xếp là trường âm nhắn, phá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, con thường gọi là trường âm mục rù. Trong câu này có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có 4 là A, Ra, Dê, Quê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 1 là Tăng. Trường âm nhắn có 2 là Mắc và Xíp. Đoạn âm có 5. Thá, Mí, Gá, Phá, Đí. Dạ, con xong rồi đó. Con có sai xin sư sửa. Dạ, con xin trả máy lời. Kỳ này con biết đọc kệ. Con biết đọc 12 chữ lễ sư. 12 chữ dễ. Không sao. Ôi trời, tặng bông nhiều vậy, coi có ai vậy. Tưởng sao cũng ba, có ba bốn người thôi à.
Sa thú, sa thú, xích kèm ha. Câu cuối cùng xin mời xích mê ta. Câu cuối cùng, câu này khó chứ không phải là dễ ha. Rồi mời xích mê ta thử âm thanh coi sao. Câu cuối cùng. Alo, xích mê ta. Hồi nãy không thấy mic, bây giờ coi như cái đường truyền sao. Có thể cầm micro được không, xích mê ta? Rồi, như vậy là coi như hơi khổ đế ha. Rồi, câu cuối cùng này mời xích niệm từ. Đường truyền của xích mê ta có vấn đề rồi. Alo, xích niệm từ. Câu cuối cùng. Ra tha về mất gami ship bao về đi tầng. Câu cuối cùng này xin mời xin niệm từ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính chào lễ quý cô tu nữ. Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính lễ cô Tuệ Duyên, cảm ơn cô Tuệ Duyên. Cảm ơn Sít Lạc, cảm ơn Thiên Vũ và cảm ơn Sít Kim cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phân tích câu số 4 ạ. Dạ. Ara tha về makamisip ba về đi tầng. Ara tha về makamisip ba về đi tầng. Dạ. Dạ con đọc lại. Ara tha về makamisip ba về đi tầng. Dạ, ara là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, mí là đoạn âm, xíp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, quý, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, như vậy trong câu này thì con thấy là có 3 loại trường âm. Trường âm thông thường có A, Ra, Dê, Quê là 3 trường âm thông thường. Và trường âm nhấn có 2 là Mắt và Xíp. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 1 là Tăng. Còn bao nhiêu là đoạn âm là Thá, Gá, Mí, Bá, Đí là 5 đoạn âm. Dạ. Con đã phân tích xong. Con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, xin niệm từ phân tích thì đúng, nhưng mà khi gom lại trường âm thông thường tới 4 chứ không phải là 3 ha. Đúng rồi, gom lại sai. A, Ra, Dê, Quê 4 trường âm thông thường chứ không phải là 3 ha. 2 trường âm nhấn
chữ móc, chữ xếp. Một trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. À, cứ bình tĩnh mà ruông. Tại sao mà ruông tới cái độ mà không được bình tĩnh ha. À, rồi như vậy thì huynh chánh tâm cũng nên ghi nhận ha. À, thời gian coi như chúng ta cũng hơi ngắn một chút. À, quý vị thông cảm. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc giữa hai câu này. Ê tê tê vô cầm bá bá thê quý sô thá dê a ra thá dê mắc cá mi xíp bá quê đi tăng. Ê tê tê vô cầm bá bá thê quý sô thá dê a ra thá dê mắc cá mi xíp bá quê đi tăng. Ê tê ta vô cầm mắt bát thề quý sô tha dê a ra tha dê mắt ca mi xếp ba quê đi tầng. Rồi bây giờ phân tích như vậy xong ha. Tương đối bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 281 qua giọng đọc. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu nha, chứ đừng có đọc rời rạc từng câu một. Khi chúng ta đọc rời rạc từng câu một, tức là chúng ta tập đọc. Còn nếu mà đọc hai câu á, thì ý nghĩa nó xúc tích với nhau, à, nó có ý nghĩa hơn là đọc một câu ha. Bây giờ chúng ta đọc trước. Quý vị cố gắng đến 6 giờ 5 là chúng ta kết thúc, để còn ngày duyên sự và có thời gian thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Qua cha nút đất khi Manasa xuống sầm vũ tô cài về nó chả cú sát lần nó cái gì ra. Ê tê ta vô cầm mắt bá thề quý sô thá dê à ra thá dê mắt cầm y xếp bá quê đi tầng. Qua cha nút đất khi Manasa xuống sầm vũ tô cài về nó chả cú sát lần nó cái gì ra. Ê tê tê vô cầm mắt bá thề quý sô thá dê a ra thá dê mắt cá mi xếp bá quê đi tầng. À, đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai, mến chào huynh kinh hà vừa đến với pháp hội. Qua cha nú rắc kì mê ná xà sư tầng vũ tô cà dê ná chá á cú tật răng ná cá dị ra. Ê tê tê vô cầm mắt bá thề quý sô thá dê a ra thá dê mắt cá mi xếp bá quê đi tầng. Qua cha nú ra kỳ mã na xà su tầng vũ tô ca về na cha cú sát lần na ca di ra. Ê tê ta vô cầm ma pa tê vi sô tha về a ra tha về mắt ca mi si pa về đi tầng. Đó là cách đọc thứ hai. Còn thêm một cách đọc nữa, quý vị thấy đọc cái giọng kinh khó quá thì bây giờ đọc theo giọng kệ. Mà giọng kệ ở đây á thì quý vị thấy rằng một câu 12 từ. Trong 12 từ này chúng ta chia ra làm 3. Một lần đọc 4 từ. Một lần đọc 4 từ. À, thì với 4 từ như vậy, một câu chúng ta coi như có 3 lần ha. Nhưng mà thêm câu số 2 nữa, hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. À, quý vị cảm thấy rằng cái giọng kệ tương đối dễ đọc hơn cái giọng kinh. À, quý vị thích giọng kệ thì đọc giọng kệ, quý vị thích giọng kinh thì đọc giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ ha, bởi vì thời gian nó không còn nhiều, quý vị hoan hỷ ha. Quá cha nô rắc khi mà na sa su tăng u tô ca ye na cha a cu sa lăng na ki di ca di ra. Ê tê ta vô cầm ma ba thê vi sô tha dê ngà ra tha dê mắc gà mi xêm ba quê tăng. Quá cha nô rắc kì ma na sa su sang u tô ca dê na cha a cu sa lăng na ca di ra. Ê tê ta vô cầm ma ba thê vi sô tha dê ngà ra tha dê mắc gà mi xếp ba quê đi tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy,
Rồi xà thủ chiếc kim mà lên kệ chắc là bà con bỏ chạy hết. Xin mời. Không dám đâu à. Bây giờ là cao thủ đệ sư, chưa là cao thủ đệ nhất, cũng là cao thủ đệ sư. Con xin kính chào sư nha, các cô tư nữ và nguyên Phật tử nha. Câu 12 thì nó ngắt 44 nó dễ hơn câu 11 sư. Chưa chi sư là áp đảo tinh thần con rồi. Con này chắc chết chắc rồi. Không sao đâu, con công lực thâm hậu lắm. Sẽ dùng 12 thành chứng lực bung ra hết luôn. Gì vậy, ai cho vậy? Trời ơi, cho cây thông. Chưa mùa Noel hết rồi bà ơi. Hồi cô mà lên cô kể, cô nhớ đừng kể theo kiểu á đào nha. Nghe chết luôn, sợ chết luôn. Thôi để con đọc cho rồi, hết giờ rồi kìa. Con xin đọc câu Pháp Cú. Kinh Pháp Cú câu 281. Wa cha nu rắc khi manasa su sang vũ tô kha dê na cha aku sa lăng na ca chi ra. Ê tê ta dô khâm bá bát tê quý sô thá dê à ra thá dê mắc ca mít xếp thá quê đi tăng. Wa cha na Wa cha nu rắc khi manasa su sang vũ tô kha dê na cha aku sa lăng na ca chi ra. Ê tê ta dô khâm mã bát tê vi sô tha dê à ra tha dê mã ca mi sip tha quê đi tăng. Wa cha nu ra khi ma na sa su sang vu tô kha dê na cha a khu sa lăng na ca ri ya. Ê tê dô khâm mã bát tê vi sô tha dê à ra tha dê mã ca mi sip tha quê đi tăng. Mệt quá, đây con đọc kệ. Để con đọc tiếng Việt Nam trước đã, bản dịch cho rồi đọc kệ sao. Ôi trời ơi, 12 cái con đọc chết rồi. Chắc xí lắc léo không còn mong chi sống nữa. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư chưa sư vừa nói con đọc kệ ghê, sư nghe con đọc kệ nè. Trời con phải practice 10 phút, 15 phút với sư. Wa cha nu rak thi manasa su sang vu to kha ye na cha a khu sa lang na kha ri ya e te ta yo kham ma pat te vi so tha ye a ra tha ye mak ga mi sip pa we di tang. Đọc thêm lần nữa cho sư sợ luôn, đừng nhét con nữa. Wa cha nu ra khi ma na sa su sang vu to kha ye na cha a khu sa lang na kha ri ra e te ta yo kham ma pat te vi so tha ye a ra tha ye mak ga mi sip pa we di tang. Để con tự vỗ tay tưởng thưởng cho con nghe sư. Tự sướng mình, người ta nói mèo khen mèo dày đuôi, ai cười hở 10 cái răng, cái đuôi của con có dài ngắn con khen cũng đâu mắc mớ ai đâu hải sư ha. Dạ con xin cảm ơn sư đã cho con ba cái bông hướng dương, là tức là con không bị sư dũa. Dạ con trả máy lại và mời quý vị khác. Alo. Dạ xin phép sư và đạo tràng cho con trả bài câu kinh Pháp Cú số 281. Wa cha nu rắc khi manasa su sang cu to ka ye na cha akusa lang na ka ri ya e te ta yu kam ma pa te vi su tha ye a ra tha ye mắt gami sip ba quê đi tăng. Và cha nu rắc thì manasa su sang vu tô ca ye na cha akusa lăng na ca ri ra e te ta yu cam ma pa te vi su tha ye a ra tha ye mắt gami sip ba quê đi tăng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Và
Hòa Thượng với Đức Đạt Phổ Thơ giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trơn sạch lào, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Và cha nu rắc khi manasa su sang pu tô ca ye na cha akusa lăng na kari ra e te ta yo cam ma pa te vi so tha ye a ra tha ye mắc gamisip ba quê đi tăng. Dạ con xin hết, xin mời vị kế tiếp. Dạ cảm ơn chị. Dạ con kính đảnh lễ thầy, con xin đọc câu pháp cú số 281. Dạ con kính cảm ơn quý đạo hữu đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc. Và cha nu ra khe manasa su sang vutto ka ye na na cha a su sa lang na ka ri ya e te ta yo kham ma pa te vi so tha ye a ra tha ye mat ga mi si pat we di tăng. Dạ lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ gìn lời nói trơn, hộ phòng tâm lý trắng trơn sạch lào, thân quan hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Và con xin đọc kệ. Và cha nu rang khi ma na sa su sam bu tô ca ye na chang a ku sa lăng na ca ri ya e te ta yo kham ma pa the quy so tha ye a ra tha ye ma ga mi si pa quê di tăng. Và cha nô ra khi mà na su vam phu tô ca ye na cha a ku sa lam qua ca ri ya e te ta yo kham ma pa the vi so tha ye a ra tha ye ma gam mi si qua quê đi tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư kéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy của thượng tọa của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ gìn lời nói chánh trơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào, thân quan hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Và đó là phổ thơ của thượng tọa giới đức. Và con đã đọc xong kinh và kệ, xin kính mời vị kế tiếp ạ. Alo 123 123 Sư Tâm Phương, kệ thì sao cũng được hết, nhưng mà giọng kinh đọc một lần vẫn có lỗi, chứ không phải là đọc nhiều lần. Chữ cái di ra, ca di ra câu số 2 không phải là ca mà ca di ra ha. Nhớ ha, đọc giữa ca là sai. Như vậy thì trong giọng kinh sai, chỉnh sửa. Còn trong giọng kệ thì quý vị đọc sao không được, bởi vì coi như tùy theo âm giọng của mỗi vị mà chúng ta lên xuống như thế nào, nghe mình coi như là hòa vào trong cái bài kinh đó. Nhưng mà trong cái dòng kinh thì quý vị coi như sai, chúng tôi phải chỉnh. Rồi bây giờ Sister Man bỏ tay xuống đi, để cái bàn tay này cản trở lưu thông, không có ai đưa tay lên hết đó. Sister Man bỏ tay xuống. Rồi xin mời quý vị tiếp tục. Trời ơi, thích ăn chè sao vậy? Rồi xin mời quý vị khác ha. À,
Alo. À, con cảm ơn cô Như Quang, cô Metta và cô Tuệ Duyên cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụtha ra, Nam mô Thamma ra, Nam mô Sangha ra. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 281. Wa cha lu sắc khi ma la sa su sang ru to ka je la cha ku sa lang la ka ji ta e te ta zo kam ma tha ma pa the wi so tha je a za tha je mak ga mi si pa we ti tang. Wa cha lu sắc khi ma la sa su sang ru to ka je la cha ku sa lang la ka ji ta e te ta zo kam ma Pa thề vi sổ tha dề, à già tha dề mắc ga mi si pa quê đi tàng. Hòa trà lô giác khỉ ma la xà su sàng vũ tổ cà dề na cha cô sa lăng na ca di già e tê ca dồ cầm ma pa thề vi sổ tha dề, à già tha dề mắc ga mi si pa quê đi tàng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác. Hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thành thánh nhân dạy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã bốt bài. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin trả bài ạ. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 281 ạ. Wa cha nu rắc khi ma na sa su sang vu to ka ye na cha aku sa lang na ka di ra e te ta yo kam ma bát thê. Dạ, con xin mời. E te ta yo kam ma bát thê vi so tha ye a ra tha ye mắc Gami sip ba we di tang wa cha nu rak khi mana sa su sang bu to ka ye na cha aku sa lang na ka ji ra e te ta yo kam ma bat te wi so tha ye a ra tha ye mak gami sip ba we di tang. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác. Hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Đó là bảng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ gìn lời nói tránh trơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lầu. Thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh, đạo mẫu chứng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kể ạ. Wa cha nu rắc, wa cha nu rắc khi ma na sa su sang vu tu. Ka ye na cha ku sa lang na ka di ra e te ta yo kam ma ba te wi so tha ye a ra tha ye mak ga mi si ba we di tang. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 281. Wa cha na rắc khi ma na sa su sang vu to ka ye na cha aku sa lang na ka yi ra e te ta yo kam ma ba the vi so tha ye a ra tha ye mak ga mi sip pa we di tang. Wa cha nu ra khi ma na sa su sang vu to ka ye na cha aku sa lang na ka di ra
ê tê tạ dô cầm ma ba thề quý sô tạ dê a ra tạ dê mắc ga mi xíp bạ quê đi tăng và cha nu ra khi ma na sa su sang vu to ca ye na cha aku sa lang na ca yi ra tê ta yo cầm ma ba thề quý so tha ye a ra tha ye mắc ga mi si mi si bạn về đi tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo, hộ phòng làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch: giữ gìn lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn, cơn sợ lào, thân quen hành ác, dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh, đạo màu, chứng tri, hòa thượng với đức. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ, xin phép ra xuống. Có nghe không ạ? Thầy xin nhiều ạ. Vậy thì hôm nay là chuyện tự nhiên đã rời trú xứ chủ bên. Không biết là cũng chỉ ta. Vậy thôi thì chỉ còn có mấy phút. Ngại tự nhiên nghe Ngài nói. Bây giờ con xin kính đảnh lễ mà ngôi tam bảo Đức Phật giáo Pháp Chư Tăng đem kệ. Một lần qua chán đu rắc khi mana sa su sang vu tô ca ye na ca a ku sa lang na ca di ra e te ta yo cam ma pa te vi su ta ye Arataye makamisip awe di tăng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng ngộ, khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nhịp tình, chứng đạo thánh nhân dạy. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dình lời nói chánh chơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Dạ, Thế Đức. Dạ, thời gian đã sắp hết. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, bây giờ con kính xuống đất ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 281. Wa cha nu rắc khi ma na sa su sang vu to ka ye na cha akusa lang na ka ri di ra ê tê ta yô kâm ma pa tê vi sô ta dê a ra ta dê mắc ga mi si pa vê đi tăng. Lời nói được trân trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con xin phép kệ ạ. Vajanura kimanasa susangbuto kajena cha akusalang nakarira ete tayo kamapate visotaye arataye makamisipawe ditang. Giữ gìn lời nói chánh trơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch mặt lầu. Thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong, con xin phép mọi người kế tiếp ạ. Con xin phép xuống mic. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, trong đạo tràng. Dạ, kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sis Như Quang. Cảm ơn Thiên Vũ. Cảm ơn Hành Dung. Dạ, cảm ơn Sis Meta cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 281. Vajja Vajjanurakhi manasa susangvuto kaye nacha akusalang nakajira ete tayo kham mabade viso thaye ara thaye mak gamisipawe ditang. Vajjanurakhi manasa susangvuto kaye nacha akusalang nakajira ete tayo kam mabathe viso thaye ara thaye mak gamisipawe ditang. Vajjanurakhi manasa susangvito kaye nacha akusalang nakajira ete tayo kam mabathe viso thaye ara thaye mak gamisipawe ditang. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Vajjanurakhi manasa susangvito kaye nakusalang nakajira ete tayo kam mabathe viso dathe ara thaye mak gamisip bawe ditang. Là con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Giữ gìn lời nói chánh trơn, hộ phòng tâm ý trắng trơn sạch lào, thân quen hành ác dứt mau, ba nghiệp thanh tịnh đạo màu chứng tri. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin ngài sửa lời giùm con ạ. Dạ, Hello, xin lỗi Sina Thanh Thủy nha. Bởi vì cái câu Phật ngôn này nó có một cái duyên sự hơi dài một tí. Và mục đích của chúng ta khi đến với cái vùng này là chủ yếu về giọng kinh. Còn giọng kệ thì quý vị sao cũng được hết đó. Nhưng mà cái giọng kinh thì quý vị hãy chú trọng. Với cái câu Phật ngôn này thì có hai giọng đọc. Một giọng đọc là chúng ta đọc liền một hơi. Còn một giọng đọc nữa là chúng ta chia ra làm hai. Quý vị chú ý ha. Vajjanurakhi manasa susangvuto kaye nacha akusalang nakajira ete tayo kammapathe viso thaye ara thaye makkamisipawe ditang. Đó là cái cách đọc thứ nhất. Chúng ta chia ra làm hai. Bởi vì câu số 2 đó
phía sau nó là một trường âm, chúng ta có thể dừng lại. Còn nếu quý vị hơi tốt thì cố gắng đọc một hơi. Qua cha lúc đó khi mới nó xa xuống sân quốc tô ca về nó cha ác vui sáu lần nó cá dưới ra ê tê tá vô cầm mất bá thề với sô thá về a ra thá về mất cá mi xếp bá quê dưới tầng. Đó là hai cách đọc. À, quý vị chú trọng à, trong cái cách đọc thứ nhất á, thì nó dễ đọc hơn ha. Còn cách đọc thứ hai nhiều khi chưa quen à, chúng ta đọc hơi bị bật vấp một chút à, nhưng mà cố gắng à, thì chúng ta chỉ chú trọng về giọng kinh. Còn giọng kệ thì chẳng qua chúng ta có thể hòa nhập với một hội chúng nào. Nếu người ta đọc giọng kệ thì mình đọc giọng kệ, còn người ta đọc giọng kinh thì mình cố gắng đọc theo giọng kinh à. Trong câu kinh Pháp Cú gọi là Thammabada Sutta, còn kệ Pháp Cú tức là Thammabada Gatha ha. Thì kinh và kệ chúng ta đều áp dụng, nhưng mà ở đây chúng tôi cố gắng để cho quý vị đọc cái giọng kinh tương đối. Rồi câu Phật ngôn 281, lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại cái chùa Kỳ Viên. Thì trong một ngày nọ, lúc mà đang đi xuống dưới núi Kỳ Quật, tức là Gichakuta, thì Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Lakhana à, cùng đi chung với nhau. Nhưng mà đến một nơi thì Ngài Mokgalana, Ngài tự nhiên mỉm cười. Khi thấy như vậy thì Ngài Lakhana mới hỏi: này đạo hữu, do cái nhân gì mà đạo hữu lại cười như vậy? Ngài Mokgalana mới nói rằng: này hiền giả, đây không phải thời để ta trả lời câu hỏi này. Khi mà về trước Đức Thế Tôn thì hiền giả nên hỏi cái việc này. Rồi hai vị cùng vào thành Sāvatthī khất thực. Vào một buổi chiều, hai vị đến ngay gặp Đức Phật à, và ngồi xuống một bên. Khi đó để Đức Lakhana mới trình bày hỏi về cái nụ cười của Ngài Mokgalana. Thì này giả Mokgalana, do cái nhân, do cái duyên gì mà vào buổi sáng hiền giả lại mỉm cười như vậy? Thì Ngài Mokgalana mới nói rằng: này hiền giả Lakhana, ta thấy một con ngạ quỷ heo mình dài ba dặm à, mình như người nhưng mà đầu lại là heo, trong miệng nó mọc ra một cái đuôi, từ ở đó dòi nó bò lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm rằng từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy một chúng sanh có hình tướng như thế, cho nên tôi muốn cười. Đức Phật mới xác nhận rằng: thật vậy này Chi Tỳ Khưu, các kinh văn của ta là những bậc có chánh kiến, tức là có thiên nhãn chắc phù tá à, chính Như Lai đã từng thấy cái loại chúng sanh như thế. Khi mà Như Lai chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề, nhưng mà không có tuyên thuyết vì chưa có ai trông thấy. Như Lai suy nghĩ rằng những ai không tin lời Như Lai sẽ có nhiều bất lợi cho họ. Nay có Mokgalana làm chứng, cho nên Như Lai xác nhận như thế. Này các tỳ kheo, Mokgalana đã nói đúng sự thật. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trong tiền kiếp cái chúng sanh này đã tạo nên cái ác nghiệp như thế nào? Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe. Rồi Đức Phật Ngài đã thuật lại cái tiền nghiệp của con ngạ quỷ heo như sau. Trong thời của Đức Phật Kassapa, có trong một cái thôn nọ có hai vị đại đức sống rất là hòa hợp với nhau. Vị lớn được 60 tuổi, vị nhỏ thì 59 tuổi. Mỗi khi hai vị này đi đâu
vì nhỏ cũng mang y bát theo hầu vị lớn, làm tất cả mọi công việc phục dịch như là một vị sa di theo hầu thầy của mình, giống như hai anh em cùng cha mẹ sinh ra. Hai vị đại đức thuận hòa êm ấm. Cho đến một hôm, có một khách tăng pháp sư ghé đến chùa của hai vị đại đức này. Hôm ấy là cái ngày pháp lễ. Hai vị đại đức hoan hỷ cho vị khách tăng trú ngụ ở trong chùa và nói rằng: thưa bậc thiện trí thức, xin ngài hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi. Cái vị pháp sư lên pháp tòa thuyết pháp. Hai vị đại đức hoan hỷ với cái ý nghĩ rằng chúng ta sẽ đã thính được một cái vị pháp sư rồi. Ngày hôm sau, hai vị đại đức dẫn cái vị khách tăng đi khất thực ở trong làng. Sau khi thọ thực ở nơi đó thì hai ngài mới bảo với vị pháp sư rằng: này hiền giả, hãy thuyết pháp đến gia chủ đi. Hai vị đại đức thỉnh cầu vị pháp sư thuyết pháp cho dân chúng nghe. Sau khi nghe pháp, mọi người cung thỉnh ba vị sáng mai đến thọ thực tại nơi đó. Cứ đều đều như thế, hai vị đại đức cùng với vị pháp sư đi khất thực khắp các cái làng quanh chùa, thọ bát hai ngày liền ở một nơi nhà thí chủ. Vị pháp sư mới suy nghĩ: ồ, hai cái ông này nhu nhược quá, ta phải làm sao cho họ bỏ cái trú xứ này đi, ta sẽ chiếm cái ngôi chùa này. Rồi vào một buổi chiều, cái vị sư khách đến phục dịch hai vị đại đức. Khi hai vị này trở về phòng riêng thì vị ấy quay lại nơi ngủ của vị đại đức lớn mà thưa rằng: bạch ngài, con có chút chuyện cần phải bạch với ngài. Ồ, hiền giả cứ nói đi. Vị pháp sư suy nghĩ một chút rồi mới nói rằng: bạch ngài, chuyện này nếu con có nói ra phạm lỗi nặng lắm á. Rồi vị ấy từ giả ra đi, đến phòng vị đại đức nhỏ cũng làm như thế. Rồi ngày hôm sau, vị pháp sư cũng làm y như cũ. Rồi cho đến cái ngày thứ ba, cái sự tò mò của hai vị đại đức này nó càng ngày càng tăng lên. Khi mà vị pháp sư đến gặp riêng cái vị đại đức lớn và nói rằng: bạch ngài, con có chút chuyện cần phải bạch, nhưng mà trước mặt ngài con không dám nói ra. Ồ, không sao đâu, hiền nữ cứ nói ra đi. Sau cùng làm như bị ép quá, vị pháp sư mới hỏi rằng: bạch ngài, cái vị đại đức nhỏ có điều chi xích mích với ngài không? Này bậc thiện trí thức, vì sao mà hỏi vậy? Chúng tôi chẳng khác nào anh em ruột từ một cha một mẹ sinh ra. Thế người này được lợi lộc thì người kia cũng được lợi lộc. Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy sư đệ của tôi làm lỗi cái điều gì hết. Ồ, thật thế ư bạch ngài? Này hiền hữu, thật là như vậy. Bạch ngài, cái vị sư đệ của ngài nói với con rằng: này bậc thiện trí thức, ngươi là con nhà giả thế, còn cái vị đại đức lớn kia, nếu ngươi ngỡ là thanh tịnh, có tàm, có quý thì lầm đó. Khi tiếp xúc với vị ấy, ngươi nên cẩn thận thân và khẩu. Vị sư đệ của ngài đã nói con như thế từ khi con vừa đến nơi đây. Khi nghe như vậy, vị đại đức lớn mới phát sinh sự sân hận, tâm thần bấn loạn là như một cái bát sành bị gậy nó đập nát vậy. Rồi cái vị pháp sư đi đến ngay vị đại đức nhỏ y như trước. Nếu vị sau này cũng phát sinh cái tâm sân hận, tâm thần bấn loạn như vị kia. Suốt một thời gian chung sống trước đây, không bao giờ hai vị này vào trong làng đi riêng với nhau. Nhưng mà qua việc này thì ngày hôm sau, cái vị đại đức nhỏ một mình vào trong làng khất thực, rồi trở về đứng trước nơi giảng đường. Vị đại đức lớn đi khất thực về sau cũng đến giảng đường. Vị nhỏ mới suy nghĩ: ta có nên rước bát của ngài hay không? Mặc dù có ý nghĩ
sẽ không rước bác. Nhưng mà vì đại đức nhỏ lại suy nghĩ, từ trước đến giờ ta chưa từng làm như thế, thôi thì ta hãy bỏ qua cái phần sự cái chuyện nhỏ của mình. Rồi khi mà tâm tư lắng dịu xuống, vị đại đức nhỏ đi đến gần vị lớn và nói: Bạch ngài, cho con thỉnh y bác. Thì cái vị đại đức lớn mới nói: Hãy đi đi, ngươi không có xứng đáng thỉnh y bác của ta. Vừa nói, vị đó khoát tay xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. Dạ phải rồi, thưa ngài, con cũng có ý nghĩ là không có rước y bác của ngài nữa đâu. Này hiền giả, cái lẽ ngươi nghĩ rằng ta quyến luyến ngôi chùa này phải không? Bạch ngài, xin ngài đừng có tưởng lầm rằng con quyến luyến ngôi chùa này, đây là chùa của ngài mà. Nói rồi vị đại đức nhỏ mang lấy y bác đi ra, vị đại đức lớn cũng bỏ chùa đi luôn. Hai vị không cùng đi chung một đường. Vì vị đi sau, vị thì đi cửa trước, còn vị pháp sư thì giả vờ nói rằng: Bạch thái ngài, các ngài cho nên làm như thế. Hai vị đại đức mới bảo rằng: Thôi, hiền giả hãy ở lại đây đi. Qua ngày hôm sau, vị pháp sư đi vào làng kế cận, các thiền tín mới hỏi rằng: Bạch ngài, còn hai vị đại đức của ở chúng tôi ở đâu? Thôi, các gia chủ đừng có hỏi nữa. Hôm qua hai vị này tranh chấp cùng nhau rồi bỏ chùa đi rồi. Ta đã hết lời yêu cầu, nhưng mà các ngài thì không có ở lại nữa. Trong số những cái người Phật tử thì những người tiểu trí thần thinh, còn những bậc có trí suy nghĩ rằng hai vị đại đức này từ lâu chẳng hề phạm một cái lỗi lầm gì gọi là nhỏ nhặt, mà nếu có điều kinh sợ tai hại phát sinh đến các ngài thì chắc hẳn là do nơi cái vị sư mới tới này. Còn hai vị đại đức dù đi đến nơi nào, tâm trí cũng không hề được sự an vui. Vị đại đức lớn mới suy nghĩ: Than ôi, nặng thay là cái việc hành quỷ của cái vị mới tu kia. Cái vừa mới gặp vị thích tăng trong giây phút đã nói rằng: đừng tiếp xúc thân thiện với đại đức lớn. Còn vị đại đức nhỏ cũng suy nghĩ rằng: Ôi, nặng thay là cái việc làm sở quý của vị đại đức lớn, vừa là gặp khách tăng trong giây lát đã dặn đừng có tiếp xúc thân thiện với ông sư này. Cả hai không còn tâm trí để ôn tập về kinh điển thiền định gì hết. Một năm trôi qua, một hôm cả hai vị cùng đến một ngôi chùa ở phía tây và cùng vào một đạo trường. Vừa nhìn thấy vị đại đức nhỏ, vị đệ vị lớn không cầm được lòng, nước mắt tuôn trào. Hai vị đại đức nhỏ cũng nhận thấy vị lớn, hai mắt đầy lệ nhỏ, tự nghĩ rằng: Ta nên nói trước hay là không? Rồi nghĩ rằng điều này cũng chẳng có chi là hệ trọng, cho nên đánh lễ vị lớn và bạch rằng: Bạch ngài, từ trước đến lúc mà chia tay, con hằng rước y bác của ngài đi chung với ngài, ngài có thấy con có điều chi lầm lỗi với ngài hay không? Ồ, ta chưa hề trông thấy, này hiền giả. Thế mà sao lại ngài bảo với vị pháp sư rằng đừng có nên tiếp xúc thân thiện với con? Này hiền giả, ta cũng không hề nói như thế đâu, nhưng mà ta được nghe hiền giả cũng nói với vị pháp sư về ta như thế đó. Bạch ngài, con không bao giờ nói như thế. Và khi ấy hai vị mới vỡ lẽ ra rằng chắc cái vị pháp sư có ý muốn ly gián chúng ta cho nên mới nói như thế. Rồi hai vị sám hối với nhau về chuyện đã hiểu lầm. Suốt một năm không thể làm cho tâm được an vui, ngày hôm ấy hai vị hòa hợp cùng nhau và quyết định chúng ta sẽ tống cổ cái vị pháp sư ra khỏi chùa. Và thế rồi hai vị đại đức khởi hành lần hồi trở về ngôi chùa cũ. Vị pháp sư trông thấy hai vị đại đức về nên ra rước y bác. Hai vị đại đức này mới khoát tay nói rằng:
Ngươi là người không xứng đáng ở ngôi chùa này nữa. Không thể lắng lại, vị pháp sư liền ra khỏi chùa ngay và đi nơi khác. Phật dù đã hành sa môn pháp hết 20 năm, nhưng mà vị ấy không thể chịu đựng sự chết mắng. Đến lúc mà chết thì phải sa xuống địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt suốt cả một thời gian một kiếp Phật. Bây giờ quả còn dữ sót, vì ấy còn thọ khổ với cái thân hình ngạn vĩ heo ở trên núi Kỳ Sà Quật này, như đã nói phía trước. Sau khi thuộc là tiền nghiệp của ngạn vĩ heo, Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, vì tỳ kheo chân chánh cần phải có thân khẩu ý cho được thanh tịnh. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 281 này. Chúng tôi xin đưa lên lại để quý vị được thấy. Qua cha nô rắc khi manasa su sang vũ tô ca dê na cha ác phú sa lăng na ca dĩ ra e tê ta dô cầm mắc á thê vĩ sô tha dê a ra tha dê ca mắc cam vi xếp ba quê đi tầng. Lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng, thân chứ làm điều ác, hay giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Với câu Phật ngôn này kết thúc thì có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, tức là đạo quả tu đạo quả. Trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng hai sư hòa hợp sống chung vui, tinh khách đường xa thọt mũi dùi, một sớm rời nhau tâm đã khổ, trăm năm gặp lại lệ còn rơi. Đoạt chùa chắc kẻ lòng đanh đá, nghĩ bạn thương vì già ngậm ngùi. Núi trọc chưa mờ gương ngạ quỷ, thân người đầu lợn miệng lòi đuôi. Thân tịnh miệng đầu chẳng tịnh theo, làm con ngạ quỷ mọc đầu heo, lưỡi trong thêm lưỡi ngoài đuôi thui, ăn nó làm sao rõ ngặt nghẹt. Câu Phật ngôn 281. Về phần duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày, đây là một sự đâm thọc, một sự chia rẽ, một sự ly tán để làm cho người ta đau khổ mà mình đoạt ngôi chùa quay về chính mình. Đó là một cái hành động, đó là một việc làm mà chúng ta thấy câu Phật ngôn 281 đã nêu lên. Đâm bị tóc, thọc bị gạo, đó là một điều không tốt, và phải đọa vào cố cảnh một kiếp của Đức Phật. Rồi khi mà cái nghiệp còn dư sót, làm cái loại ngạ quỷ heo, đó là cái chúng ta thấy sự chia rẽ, có một cái kết quả nó không được tốt đẹp. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc, cũng đã lô hết 8 phút. Quý vị hoan hỷ ha. Với câu Phật con này học để chúng ta tránh đi cái vấn đề phân tán người khác, làm mất đoàn kết, chia rẽ người ta sẽ đem lại cái hậu quả đau khổ là như vậy. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê sa cha wa che na so te wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn tiềm đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Mời Sĩ Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, Sĩ Công Nhật. Rồi, Sĩ Công Nhật cũng rớt mạng rồi. Rồi, xin phép quý vị ha. Chúng tôi xin được đóng room ha.
Chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Trong buổi sinh hoạt có gì sơ sót, xin quý vị hoan hỷ, niệm tình, tha thứ cho. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.